vì sao quân đội sẽ không để Tổng Bí thư Tô Lâm trụ vững tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Những lùm xùm quanh câu chuyện cáo buộc Đại học Fulbright đang chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu là câu chuyện không hề đơn giản. Đây không chỉ là sự phản ứng bình thường của lực lượng dư luận viên, vốn là đã lâu nay vẫn hay làm như vậy. Giới phân tích đánh giá, sự ra đi bất ngờ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong vòng 73 ngày tính từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước không mấy quyền lực, ông Tô Lâm đã dễ dàng đoạt được chiếc ghế Tổng Bí thư cho thời gian còn lại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Hiện nay, ông Tô Lâm đang hướng tới chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14 với vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Ông ôm tham vọng sẽ kiểm soát toàn bộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như Quốc hội trong lòng bàn tay. Trước khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thực hiện kế hoạch đảo chính không tiếng súng thành công, theo giới quan sát quốc tế, ông ở vị trí tín nhiệm trong Đảng rất thấp. Thậm chí, ông bị số đông lãnh đạo cấp cao đánh giá là không đủ tư cách, đạo đức và phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đường tiến tới giành lấy quyền lực cao nhất, ông Tô Lâm đã thẳng tay loại bỏ những vị trí lãnh đạo cấp cao, kể cả thành viên nhóm tứ trụ, đó là những ứng viên sáng giá cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 và cả những người thân cận với ông Trọng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật rất thân với Bắc Kinh và được ông Tập Cảnh Bình hết lòng ủng hộ, ông Trọng được mệnh danh là Thái thú của Trung Quốc, ngồi tại Việt Nam. Vậy mà cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chẳng thèm vuốt mặt nể mũi, đã tiễn luôn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 cho ghế Tổng Bí thư, được Tổng Trọng lựa chọn về quê làm người tử tế chỉ sau chưa đầy 2 tuần, khi ông Huệ yết kiến họ Tập vào tháng 4 năm 2024. Theo một số ý kiến, đây được cho là lý do khiến Trung Nam Hải giật dây cho đám tay chân của ông Trọng, còn rất đông trong Đảng tìm cách quật ngã Tổng Bí thư Tô Lâm. Thái độ của ông Tập Cận Bình khi đón tiếp ông Tô Lâm trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua đã cho thấy ông Tô Lâm rất có thể phải đối mặt với những tai họa không nhỏ. Mới nhất liên quan đến sự kiện Đại học Fulbright, truyền thông quốc tế đưa ra khẳng định đây là việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng, thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng. Theo một số nhận định, việc kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang có một sự phóng sự với nhan đề không để cách mạng màu đổi màu giáo dục được cho là đã phản ánh quan điểm chính thức của giới lãnh đạo quân đội Việt Nam. Việc gỡ video vừa kể trên được cho là phép thử, cũng như thăm dò phản ứng dư luận của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến quan điểm đối ngoại với ông Tổng Bí thư. Việc thăm dò này có thể giúp phe cánh quân đội khẳng định quan điểm trung tâm quyền lực phải thuộc về quân đội, chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng như hiện nay. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội là một bằng chứng về sự bất phục của phe quân đội, không thể chối bỏ. Không phải vô cớ mà có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm sẽ làm Tổng Bí thư trong thời gian 16 tháng còn lại của 13 là điều chắc chắn, nhưng có làm được Tổng Bí thư tại Đại hội 14 hay không lại là điều chưa chắc chắn. Vợ chồng Bảy Phúc vẫn cố gắng thanh minh, mình vô tội. Một trong những chủ đề được công luận quan tâm nhất hiện nay có lẽ là câu chuyện xử lý các sai phạm của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông ta. Theo giới quan sát, sau khi cộng đồng mạng chia sẻ các thông tin liên quan đến ông Phúc, ông đã vắng mặt hẳn trên truyền thông nhà nước. Nhưng bất ngờ vào sáng ngày 30 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện trong đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Theo mô tả, phong thái và vị trí đứng của ông Bảy Phúc hết sức lạc lõng, cùng với thái độ xa lánh của các lãnh đạo cấp cao khác trong buổi lễ. Điều này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ về sự thất thế của một chính khách tên tuổi từng vang bóng một thời. Được biết, trước Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai lãnh đạo được chọn làm trường hợp nhân sự đặc biệt để tái cử tại Đại hội lần thứ 13. Không chỉ như vậy, theo giới thạo tin, ông Nguyễn Xuân Phúc là một chính khách khôn ngoan và nấu cá hơn người, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị để gây thù chuốc oán với các đồng chí trong Đảng, nhất là mối quan hệ giữa Bảy Phúc và phe cánh an ninh tình báo của Bộ Công an, mà ông Tô Lâm đóng một vai trò rất quan trọng. Những sai phạm của ông Bảy Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và chuyển tiền lậu ra nước ngoài trong một loạt các đại án nghiêm trọng như Việt Á và Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu
đã nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan lên tới 100 triệu đô la. Các nguồn tin nội bộ khẳng định hồ sơ điều tra của Bộ Công an về các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân của ông sẽ được đích danh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự với một số thành viên tứ trụ như ông Bảy Phúc là điều chưa từng có tiền lệ nên hết sức khó khăn. Mới đây một số thông tin cho biết những ngày gần đây tại Hải Phòng dư luận xôn xao về việc cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gây sức ép để buộc các cơ quan địa phương mở tiệc tiếp đón. Nguồn tin cho hay vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc trên đường đi Quảng Ninh bái Phật cầu an vào buổi chiều ngày 28 tháng 8 đã ghé thành phố Hải Phòng nghỉ ngơi. Khi đó ông Bảy Phúc đã chỉ đạo cho cựu thư ký thông báo với lãnh đạo Hải Phòng rằng ông Phúc và bà Thu xuống thăm thành ủy và cán bộ thành phố Hải Phòng. Nguồn tin cho biết khi nghe tin này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hải Phòng đã đùn đẩy, không ai muốn tiếp đôi vợ chồng đang chờ chuẩn bị khởi tố bắt giam, nhưng bất đắc dĩ cuối cùng thì cả hai cũng phải mở tiệc tiếp đón. Cũng theo nguồn tin mà Thời báo nhận được, không có điều kiện xác minh, trong buổi tiệc, ông Nguyễn Xuân Phúc dõng dạc tuyên bố như sau: những việc ồn ào trên mạng thời gian qua là do tội phản động cấu kết với một số lãnh đạo ngành công an biến chất đã cố ý xúc phạm cá nhân tôi và gia đình. Đồng thời, ông Bảy Phúc khẳng định bản thân tôi luôn luôn trong sáng như gương, đề nghị các đồng chí đừng hiểu nhầm và tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền tin tức vô căn cứ đó. Cũng xin nhắc lại, trong một thể chế chính trị độc tài, độc đảng như nhà nước Việt Nam hiện nay, việc điều hành nhà nước xã hội không dựa vào hiến pháp và pháp luật. Vì thế, việc truy cứu hình sự với Nguyễn Xuân Phúc và bà phu nhân là một quyết định hết sức khó khăn với ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về Mỹ và xa rời Trung Quốc? Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam giao trọng trách lãnh đạo đất nước. Theo giới phân tích đánh giá, chính sách đối ngoại, ngoại giao, cây tre của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dưới thời Tô Lâm sẽ không thay đổi. Chỉ hai tuần sau khi nhậm chức tân Tổng Bí thư, trên cương vị bằng vai phải lứa với họ Tập ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cấp tốc viếng thăm Trung Quốc. Việc chọn Trung Quốc là cường quốc đầu tiên ông Tô Lâm không có gì là đặc biệt, với lý do đây là thông lệ của các lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao tiết lộ cho hay, Tổng Bí thư Tô Lâm vội vã sang Bắc Kinh với lý do để chuẩn bị cho chuyến đến Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc vào ngày 10 và bế mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. Nhiều nguồn tin hành lang cho hay khả năng cao ông Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du lần này. Sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Trung Quốc rốt ráo với thời gian rút ngắn tới gần một nửa so với kế hoạch ban đầu, đánh giá về chuyến thăm, truyền thông quốc tế đưa ra nhận xét như sau: trong chuyến thăm lần này tới Bắc Kinh của ông Tô Lâm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh về cái gọi là chia sẻ tương lai giữa hai nước. Tuy nhiên, các mục đích của hai nước láng giềng với có hệ thống chính trị tương đồng lại không tương thích. Đó là các vấn đề về chủ quyền ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng nước khiến Hà Nội khó chịu. Trong khi lãnh đạo hai nước đạp xe hướng về phía trước, thì dường như họ lại đang đạp về hai hướng khác nhau. Việc ban lãnh đạo Trung Quốc đưa máy bay tuần thám theo dõi hoạt động Hải quân Việt Nam ngay sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, đây là một sự kiện được đánh giá là đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm trở lại đây, từ phía Bắc Kinh được cho rằng là biểu hiện không thân thiết của Trung Nam Hải đối với Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông những ngày gần đây đang nóng lên từng ngày, với sự bành trướng và không giấu giếm của ban lãnh đạo Bắc Kinh, mới đây nhất, chỉ huy trưởng của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng với nhiều phương án để đối phó với các hành vi hung hăng ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Nếu được lệnh, Hải quân Mỹ sẽ kích hoạt chiến lược phòng thủ chung và tham vấn với đồng minh hiệp ước là Philippines. Trong khi đó, truyền thông quốc tế vào ngày 30 tháng 8 năm 2024 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Phan Văn Giang, đã họp với người đồng cấp Philippines khi ông Giang công du Manila. Hai bên đã trao đổi một số văn kiện, đồng thời dự kiến sẽ ký một văn bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước Việt Nam và Philippines vào cuối năm 2024. Động thái kể trên được đánh giá là biểu hiện hợp tác an ninh toàn diện nhất giữa hai nước với mục tiêu ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Cùng ngày, truyền thông quốc tế cũng đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự kiến có chuyến thăm Mỹ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024. Theo lịch, tướng Giang sẽ có cuộc gặp với ông Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Có thông tin cho rằng ông Phan Văn Giang có
có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ, nhưng hiện vẫn đang ở giai đoạn được thảo luận. Đáng lưu ý, chuyến thăm Mỹ của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang diễn ra ngay trước chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều biểu hiện được thắt chặt, với liên tiếp có các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng. Mới nhất vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, cuộc họp đối thoại chính trị an ninh và quốc phòng Việt-Mỹ đã diễn ra tại Hà Nội. Chưa hết, dự kiến cuối năm 2024, đại diện một số công ty quốc phòng của Mỹ sẽ tham gia cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai tại Việt Nam. Một chi tiết không thể không nhắc đến đó là Đại học Fulbright Việt Nam bị cáo buộc rằng tham gia vào những hoạt động ươm mầm cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. Được biết, đứng đằng sau sự kiện vừa kể trên là đơn vị tác chiến điện tử thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhưng ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra tuyên bố cho rằng hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam và ca ngợi đây là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân sự, vì điều đó còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những thông tin vừa kể trên khả năng cho công luận thấy rằng vì sự ngả quá đà về phía Mỹ của cây tre mang tên Tô Lâm, đồng thời vì Bắc Kinh không giận dữ thì mới là sự lạ trong đời mà ông Tô Lâm cần phải sẵn sàng đón nhận. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về phía Mỹ và xa rời Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.